Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Khám phá Hòa Bình. Trong thời gian qua thì em đã làm một series về cái kỹ thuật nuôi con ong mật. Tuy nhiên là hiện tại thì cũng đã có rất là nhiều người muốn tìm hiểu về kỹ thuật của con ong mật và cũng như là có những cái câu hỏi trăn trở về cái nghề nuôi ong. Thì trong cái khuôn khổ video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với mọi người những cái trăn trở trong cái nghề nuôi ong này. Thực ra thì mọi người xem cái kỹ thuật đấy cứ tưởng là nó dễ nuôi, thế nhưng mà trên thực tế thì nó không đơn thuần là mình cứ nghĩ là mình có cái kỹ thuật đấy để mà mình trở thành một cái người nuôi ong chuyên nghiệp đâu mọi người ạ. Thế vậy thì những cái mà nó trăn trở trong cái nghề nuôi ong này như thế nào? Thì trong khuôn khổ video ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một cái anh có rất là có thâm niên trong nghề nuôi ong. Đấy, anh ấy sẽ chia sẻ về những cái mà nó liên quan đến cái nghề nuôi ong, đó là những cái thuận lợi và những cái khó khăn trong cái nghề nuôi ong. Ở đây thì chúng tôi đang nói đến đó chính là con ong mật nội nhé, chứ không phải ong ngoại đâu cho mọi người nha. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại thầy giáo Tuấn nhé. Thì hôm nay thầy giáo sẽ chia sẻ với mọi người cái trăn trở của nghề nuôi ong. Với kinh nghiệm thầy nuôi khoảng 25 năm rồi mọi người ạ. Thì hôm nay chính thức là em vào đây gặp thầy, muốn nhờ thầy chia sẻ để cho mọi người mới nuôi ong thấy được những cái thuận lợi, những cái khó khăn của nghề nuôi ong như thế nào. Xin chào thầy Tuấn nhé. Xin chào vâng. Tất cả các bạn. Vâng. Được rồi anh. Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái nghề nuôi ong. Thứ nhất là mình tư vấn cho các bạn về cái nghề nuôi ong. Nghề nuôi ong là một cái nghề mà có thể nói là ở miền Bắc nước ta thì chỗ nào cũng có thể là nuôi được ong. Ở Hà Nội cũng có thể mua được ong, thành phố cũng có thể nuôi được ong. Tuy nhiên thì ở mỗi vùng, mỗi nơi thì nó cũng có cái thuận lợi và cái khó khăn riêng của nó. Vâng. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cái nghề nuôi ong thì nó có cái thuận lợi như thế nào và khó khăn như thế nào. Yeah. Thứ nhất là thuận lợi của nghề nuôi ong. Thì nghề nuôi ong là một cái nghề có thể nói là so với cái nghề khác thì nó không đem lại cái thu nhập mà cao ngay, nhưng mà nó ổn định, nó rất là ổn định. Công việc nó cũng có vẻ nhẹ nhàng đúng không anh? Công việc thì nhẹ nhàng, mà hai nữa là nó rất là ổn định về kinh tế. Thứ nhất là mình nuôi một vài dăm bảy đàn hoặc chục đàn ong thì nó cũng không mất nhiều thời gian lắm. Cái này là mình cũng có thể mình kết hợp được đúng không anh? Mình kết hợp được. Vâng. Như là mình công tác thì mình cũng có thể là mình nuôi được khoảng vài chục đàn. Như vâng. Mình nuôi khoảng có thời điểm mình đã nuôi tới hàng trăm đàn. Vâng. Thực ra nghề nuôi ong là một nghề rất là nhàn, không vâng. phải là vất vả. Vâng. Rất là nhàn mà thu nhập nó mang chất ổn định. Vâng. Nó không phải là cái nghề mà thu nhập mà một vốn như là các cụ nói một vốn bốn lời đâu. Vâng. Đây là nó kiểu thu nhập mà đều đều. Vâng. Mà ổn định. Vâng. Vâng. Đặc biệt là những người mới nuôi thì mình tập nuôi dăm ba đàn ong thì thứ nhất là có cái sản phẩm mật ong để mình sử dụng, mình đúng không? Trong gia đình. Vâng. Hai nữa là mình có thể biếu tặng bạn bè. Vâng. Rồi là nó cũng rất là tốt. Mà mật ong thì cũng như các bạn biết rồi, rất là quý. Mật ong rất là quý hiếm mà rất là thơm ngon và có nhiều những cái chất dinh dưỡng như ở cái video trước tôi đã giới thiệu với các bạn. Vâng. Thì để mà nuôi được ong thì các bạn phải hiểu như này, con ong ấy là nó là sống theo bản năng. Được. Sống theo bản năng, nó không phải là ong nhà bạn như thế này mà ong nhà tôi thì nó khác. Con ong nào cũng giống con ong nào, bất cứ con ong nào nó cũng giống nhau, không có con ong nào nó khác nhau cả. Không phải là ong nội thì đầu đều là giống nhau, bản chất của nó là giống nhau. Nó là con ong rừng, sau đó người ta thuần hóa. Ong rừng cũng vậy, ong rừng cũng giống ong nhà. Vâng. Không khác nhau một chút nào cả. Vâng. Bản chất của nó như nhau. Vâng. Mình không phải mình về mình thuần hóa nó để nó theo ý mình. Vâng. Ví dụ như mình nuôi một con súc vật khác thì có thể mình thuần hóa, mình dạy bảo nó, rồi quá trình mình nuôi lâu thì nó sẽ hướng dẫn được cho nó những cái kỹ năng. Vâng. Nhưng mà ở đây thì con ong thì mình không thể thuần hóa được nó, có nghĩa là mình phải hiểu bản năng của nó sống như thế nào để chiều theo ý của nó. Vâng. Chiều theo ý của nó thì làm gì để nó ở
với mình và nó sẽ phục vụ cái lợi ích của mình. Đấy. Trong cái nghề nuôi ong này thì ví dụ như là những cái dụng cụ nuôi thì nó có những cái thuận lợi gì anh? Dụng cụ nuôi ong thì rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là mình có cái thùng ong. Cái thùng ong thì hiện nay mà nói thì rất nhiều bạn có thể đóng bằng những cái loại gỗ. Những cái loại gỗ ở đây toàn là những cái loại gỗ mà có thể nói là tận dụng được. Vâng. Gỗ là gỗ thông, rồi là gỗ sung, gỗ đa, rồi là đặc biệt nhất là những cái gỗ nào cứ xốp là được. Vâng. Đấy, không cầu kỳ là phải cứ phải gỗ tốt đâu. Cái loại gỗ mà loại 7, loại 8 vâng. thì đều có thể đưa vào đóng thùng ong được. Vâng, vâng. Đấy. Đóng thùng ong thì như các bạn biết rồi, cái kích thước thì mình cũng nên là làm sao cho nó chuẩn. Vâng. Nó chuẩn ở đây là để mình có thể thay từ cái cầu này sang cái cầu khác nó vẫn vừa nhau. Đấy, bởi vì chính vì thế cho nên là khi mà các bạn nuôi ong thì đầu tiên thì các bạn phải nghĩ cách đóng thùng. Vâng. Đóng thùng ở đây thì người ta đóng thùng cái chiều rộng từ bên này sang bên này là 42 cm. Vâng. 42 cm. Trong cái lòng này đúng không? Trong cái lòng là đúng 42 cm. Vâng. Từ cái gáy cầu bên này sang bên này là đúng 42 cm. 42 hoặc 42 rưỡi cũng được. 42 thôi, đúng 42 thôi. Vâng. Còn cái cầu thì 41.5 để vâng. cho nó lỏng một chút, để nó ngắn hơn một tí, ngắn hơn một chút để lúc mình vào cầu nó dễ hơn, cầu nó dễ, mình nhấc ra nhấc vào nó dễ hơn. Vâng, vâng. Đấy là cái quy cách. Còn cái chiều khung cầu ấy, khung cầu thì là 27, tức là chiều cao ấy là tầm 27. Còn cái chiều ngang của thùng thì như hôm trước tôi đã giới thiệu rồi, chiều ngang của thùng thì tùy theo, mình có thể đóng 27, có thể đóng 30, nó tùy theo mình. Nhưng thường thì người ta đóng 27 thôi. Vâng. Là vừa. Thực ra bây giờ người ta nuôi ong là người ta nuôi ít cầu chứ không nuôi nhiều cầu như trước kia, đúng không? Người ta chỉ nuôi tầm 4 cầu, 5 vâng. cầu là cùng như cái tổ này. Như cái tổ này các bạn thấy là 5 cầu. Thì nó đây 5 cầu. Vâng. 2 4 5 cầu và cái này là gọi là vách ngăn. Thế 5 cầu như thế này đối với mùa hè như này là hơi nóng. Vâng. Kể ra thì tổ này đúng ra là phải tách rồi. Nhưng thời điểm này thì nó đang vào cái thời gian mùa hè nên là cũng chưa nên tách. Vâng. Vì là nó thời gian mùa hè này nó có thể là ong nó sẽ xuống. Vâng. Nên là mình không tách. Vâng. Vâng. Tới đây mình sẽ vứt bớt đi một cầu. Vâng. Mình rũ đi nhỉ, đến cái lúc này là... Cho nó dồn vào, cho nó đông quân. Vâng. Nó đông quân thì nó sẽ... Quạt được mát hơn. Quạt trong tổ nó điều hòa được nhiệt độ ở trong tổ nó sẽ mát hơn. Vâng. Đấy, chính vì thế mà mình phải luôn luôn giữ làm sao cho cái tổ ong của mình là luôn luôn có cái số lượng quân trên mặt cầu là phải đủ. Vâng. Đủ ở đây các bạn, anh có thể là mở một cái cầu ra anh giới thiệu cho mọi người. Các bạn thấy như này nó đủ là như thế này. Ví dụ cái cầu ong đây, tổ ong nó như thế này. Mà các bạn thấy là cái số quân ở trên cầu nó tràn khắp mặt cầu và nó bậu ngay cả cầu ngoài mà nó cũng được đông như thế này. Vâng. Đông quân như thế này. Vâng. Đấy, thì là cái tổ ong này tạm thời đủ quân. Vâng. Vừa đủ quân. Vâng. Ở đây mình sẽ rũ bớt đi một cầu. Vâng. Mà như này mình đang đủ rồi. Vâng. Thì còn đang thời gian nóng này, mình xem cái cầu nào mà nó yếu hơn, nó kém hơn, có thể nó đen hơn thì mình sẽ thay nó đi luôn. Thay nó đi. Vâng. Cho nên là đàn này thì mình cứ tạm thời là cho nó gọi là đủ đi. Vâng. Còn nếu như các bạn mở tổ ong ra mà cứ thấy ong nó chạy này, như hôm trước tôi đã nói rồi, nó cứ chạy này, không im như thế này, không nằm im như thế này mà nó cứ chạy, chạy gọi là chạy như ngựa đấy. Vâng. Thì cái tổ ong đó là nó có vấn đề. Vâng. Vấn đề ở đây là nó bị bệnh, một là ong đói, hai là ong bị thối trùng tuổi nhỏ. Vâng. Ba là ong bị thối trùng tuổi lớn. Vâng. Như video trước tôi đã nói với các bạn là trong một tổ ong thì sẽ có luôn luôn phải có ba thành phần, đó là mật, đó là nhộng, đó là phấn. Ba thành phần đó rất quan trọng. Vâng. Khi các bạn nuôi ong thì các bạn cũng lưu ý là nếu như mà ba thành phần này nó ổn định, nó có đủ, có nghĩa là đủ cả ba thành phần. Đây ví dụ như cái cầu trong này nó sẽ đẹp hơn cái cầu ngoài. Vâng. Đấy, cái con chúa thì anh cái nắp của nó rất là đẹp. Nhìn con chúa nó đẹp như kia. Con chúa nó to đẹp như này. Vâng. Để quay gần cho các bạn nhìn con chúa nó rất là đẹp. Con chúa này mình mới thay. Con chú này là con chú non này đúng không anh? Nhìn nó màu cánh rán là con chú non. Tháng đấy nó đang đẻ đấy. Mình cầm trên cầu nhưng mà nó vẫn đang đẻ. Đây này em dí sát, zoom sát rồi. Vẫn đang đẻ để cho sát và cho các bạn nhìn. Vẫn đang đẻ, con chú này là đẻ rất là tốt. Đây, con chú nó đang đẻ đây.
Hôm nay đợt này đang cái đợt nắng nóng nhưng mà nó vẫn đẻ đấy, con tốt. chúa đây này mọi người, Vì giữa giữa đấy, đây, nó đang bò này. Nuôi ong thì các bạn lưu Đây này, ý đây này, là nó mình đây này phải mọi lên người. đẻ cái chỗ thật là mát. Vâng. Thì là đàn ong của mình Đấy, nó chui cho cái góc cầu, nó sang bên kia rồi. rồi. Vâng. Đấy thì đàn ong của mình nó mới đỡ bị nóng thì Vâng. trứng nó không bị ung. Vâng, vâng. Đấy, nếu mà bị nóng quá thì nó sẽ tất nhiên là ong Nó nó như sẽ kiểu điều con hòa. gà, nó nhiệt độ nó cao là Ong nó nó bị sẽ ung điều trứng hòa. đúng Ví dụ không? như tổ này mà nếu mà trong thùng các bạn nuôi ong các bạn đi đến gần mà các bạn thấy nó cứ quạt ù ấy. Cứ quạt ù là tổ này ở bên trong thùng nhiệt độ đang bị Đang cao nóng quá, quá đúng nóng không? quá cho nên là cái số lượng ong ở nhà phải quạt rất nhiều. Vâng. Đấy. Ờ, Con cái tổ những này như cái này anh ơi là những không như sợ nhiệt độ em nóng. muốn hỏi anh thì là những cái dụng cụ này là mình tự làm được hết rồi đúng không anh? Những cái dụng cụ ví dụ như cầu ong này, thước ong này Vâng. thì mình tự làm. Cái này là mình tận dụng Đấy, được rồi mình đúng không làm anh? được và các bạn lưu ý như này nhé, ngay cái thước này thôi. Vâng. Tôi giới thiệu với các bạn như này rất là đơn giản thôi. Các bạn đừng có cầu kỳ mà làm bằng gỗ. Vâng. Nếu các bạn làm bằng gỗ ấy, tôi cũng đã làm bằng gỗ rất nhiều lần rồi, nhưng Cong làm đúng bằng gỗ không? ấy, một thời gian nó sẽ cong đi. Đúng rồi. Tốt nhất là các bạn làm bằng tre thôi. Cái ống bươm Ống bươm ấy, ống và bươm hoặc ống tre các bạn cắt ra đo 41/5. Vâng. Thì các bạn cắt đi rồi các bạn chẻ xong các bạn luộc nó lên. Vâng. Nếu không thì các bạn phơi nắng sau đó thì chúng ta đưa ra sử dụng dùng thôi. Vâng. Rất là đơn giản. Vâng. Chứ không phải cầu kỳ cứ bằng gỗ đâu. Vâng. Nếu bằng gỗ thì nó sẽ cong. Vâng. Nóng quá nó sẽ cong mà nó rất nhanh hỏng. Vâng. Nên chúng ta làm bằng tre thôi. Còn cái thùng thì như tôi cũng vừa nói với các bạn rồi, cái thùng thì gỗ nào cũng được, thậm chí mùa đông người ta có thể làm một thùng xốp. Thùng Vâng. xốp vào mùa đông mà chúng ta cái thùng mà đựng cam, đựng hoa quả đấy. Vâng. Người ta đựng ong vào cái thùng đó là rất là tốt. Vâng. Đấy, cho nên là ong thì nó cũng không kể là cứ phải bằng gỗ nọ gỗ kia đâu, nó không kén gỗ, kể cả bằng keo cũng được, nhưng bằng keo mình bê đi bê lại thì rất là nặng. Đấy, cho nên mình chỉ cần mấy cái làm gỗ keo này nó thoát nước nó cũng không gỗ kém. keo thì nó sẽ đến cái mùa Mùa rét. hè, mùa đông mình ủ rồi là những cái lúc mà nồm lên ấy thì nó hay chảy nước. Vâng. Đấy, nó hay bị chảy nước thì tất nhiên là nó sẽ bị ẩm ướt ở trong thùng thì nó sẽ không tốt cho đàn ong. Vâng, vâng. Cho nên là nếu mà làm tốt nhất thì vẫn là những loại gỗ sung và gỗ gạo hoặc cái hoặc cây cây gì gỗ xốp 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 là đúng không? Vâng. Tốt nhất. Vâng, vâng. Nhẹ nhàng. Vâng. Thế và mình cũng nuôi nhiều rồi và mình cũng xin nói với các bạn là lưu ý một điều là khi bắt đầu mình nuôi từ 5-3 thùng ong lên mình phải làm sao tính cái cỡ thùng ong thật là chuẩn. Vâng. Kể cả cái cầu này chỉ làm 41/5 thôi. Vâng. Chỉ làm 41/5 và thùng phải rộng, lòng bên trong này phải là 42. Vâng. Để khi đặt cầu ong lên là nó không bị cạnh lên, kênh lên. Vâng. Nó kênh lên thì nó có rất là nhiều những cái tác hại. Tác hại thứ nhất là khi mình đậy cái nắp lên là nó đè chết mấy con ong ở trên này. Vâng. Đấy, cho nên là các bạn làm thùng các bạn lưu ý. Hai nữa là mình muốn lấy cái cầu ong bên này để viện trợ cho cái tổ bên kia. Là nó không vừa đúng không? Không vừa thì đâm ra là mình lại bị kênh lên. Kênh lên thì đâm ra lúc đó mình phải đi cắt. Vâng. Nó rất là vất vả. Vâng. Nên là khi mà nuôi ong thì các bạn lưu ý là về kích thước thì các bạn phải làm thật chuẩn. Vâng. Để mình trao đổi hoán vị cầu nọ sang cầu kia. Vâng. Lúc mình viện cầu lúc cho tổ yếu ấy, từ tổ mạnh sang tổ yếu hoặc lúc mình chia đàn. Vâng. Hoặc lúc mình có thể quay mật. Vâng. Vâng. Rồi nó không đúng kích thước thì nó là nó lọt, vất vả cho mình. Vâng. Cho nên trong khi mà nuôi ong thì cái điều đầu tiên là thùng này, cầu này. Vâng. Rồi là thước này, tất cả các thứ các bạn phải cùng một số đo như nhau. Vâng. Đấy, đừng có làm lệch số đo đi, nếu làm lệch số đo đi thì con ong sẽ mình sẽ vất vả. Chứ còn con ong thì số đo nào nó cũng lớn nào nó ok rồi đúng không anh? Đấy, nó không vâng. cần thiết là cứ anh cứ phải đúng kích cỡ như thế này. Vâng. Kích cỡ nào nó cũng sẽ ở với mình. Vâng. Đấy là cái tư vấn về cái thuận lợi của cái nuôi ong. Vừa kỹ thuật cái này thực ra như vậy là anh nói đến cả kỹ thuật cả cái tư vấn cái thuận lợi của nghề nuôi ong. Nghề nuôi ong thì nói thật với các bạn là một cái nghề rất là dễ đấy. Nếu mà mình biết được thì nó vô cùng dễ mà đầu tư cho cái nghề nuôi ong này không nhiều. Mà nó thu hồi vốn em thấy là cũng nhanh thì đúng không anh? Không phải là không nói nhanh thì cũng không phải là nhanh mà nó là ví dụ như thế này, mình đầu tư một cái tổ ong này đến cái thời gian mùa tháng riêng mình đi mua một tổ ong như thế này tầm 200.000 một cầu như thế này, cứ một cầu như thế này người ta sẽ mình cứ tính là cứ rơi vào tầm được 1 triệu đúng 200 không? 200.000 và tổ này hết 1 triệu. Vâng. Thùng 200 nữa. Vâng. Là thành 1.2 triệu. Vâng. Nếu 1.2 triệu trong một năm thì tổ ong này có thể nếu thuận lợi có thể cho ra được 10 lít mật ong. 10 lít mật ong các bạn bán với giá 200.000 một lít. Vâng. Thì các bạn được 2 triệu, như vậy một tổ ong một năm các bạn sẽ làm ra được 1 triệu.
mình đã thu hồi được vốn rồi, sau đó là nó còn sinh lời đúng không? Đấy là bình thường. Còn một tổ ong nếu như mình nuôi tốt thì một tổ ong có thể nhân ra làm 3 đến 4 tổ. Vâng, có những năm mình một cầu ong có thể nhân ra là 4 tổ ong. Vâng. Đặc biệt là thời gian tháng 2 trở đi là có thể ong nó phát triển rất mạnh. Vâng. Bắt đầu từ tháng 8 là bắt đầu ong đã bắt đầu đi phát triển. Mùa này bắt đầu là ong lại dần dần là sẽ thu lại. Vâng. Bởi vì nóng quá chúa đẻ kém. Cho nên là cầu mình phải rút bớt đi. Vâng, cho nên là ong nó sẽ giữ gọi là có thể là gọi là xuống. Vâng. xuống dần. Thực ra thì con ong này là mình nuôi mùa hè vất vả hơn mùa đông đúng không anh? Mùa hè vất vả hơn mùa đông thì rất nhàn các bạn. Vâng. Mùa đông thì lại chúng ta chỉ cần ủ ấm cho nó thôi. Vâng. Mùa đông thì chúng ta sẽ ủ, thứ nhất là chúng ta nếu có điều kiện các bạn chèn xốp ở hai bên. Vâng. Chèn vào đây, chèn cả bên hông bên này. Vâng. Nhưng cái xốp đó các bạn phải dùng xi măng các bạn quét đi để cho con ong khỏi cắn. Vâng, vâng. Hoặc là báo cũng vậy, các bạn quét xi măng, quét một lớp xi măng xong đó gọi là phơi khô. Vâng. Sau đó các bạn chèn vào. Đấy, và mùa đông thì chúng ta chỉ giữ ấm cho ong thôi. Và mình cho ăn thôi, mùa đông là mình cũng quét cho ăn. Cho ăn thì hôm trước tôi đã nói rồi. Vâng. Chúng ta làm cái lỗ bên này và cho cái máng để bên trong chúng ta cho ăn. Vâng. Đấy, rất là dễ. Vâng. Mùa đông thì ong lại không ảnh hưởng như mùa hè. Mùa hè thì rất hay bị bệnh. Hai bệnh ở đây nó có hai loại bệnh. Bệnh thối trùng tuổi nhỏ và thối trùng tuổi lớn. Vâng. Hiện nay nếu như mà cái tổ ong này mình thấy nó êm dịu này là không có vấn đề gì về bệnh cả, nhưng mà chúng ta nâng lên mà thấy nó chạy thì chắc chắn là nó sẽ bị thối ấu trùng. Vâng. Chắc chắn là nó sẽ bị một số những cái con nhộng mà nóng quá nó không phát triển được. Vâng. Cho nên nó thối thì đương nhiên là ong nó ít nó không quạt được, nó là một nguyên nhân được thì nhiệt độ trong thùng nó sẽ tăng lên. Vâng. Nó làm cho cái tổ ong này nó không đảm bảo được cái nhiệt độ ở trong thùng, có nghĩa là trong thùng ong nhiệt độ quá lớn thì cái ấu trùng nó sẽ không đảm bảo được phát triển được. Thế còn nuôi ong thì tôi cũng tư vấn với các bạn là rất là dễ nuôi, không có gì khó cả. Con ong nó vậy thôi nhưng mà nó rất dễ. Nó không như những cái nghề chăn nuôi khác, ví dụ như nghề chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà nó rủi ro nó lớn, rồi là trồng cây ăn quả như các bạn biết đấy là rất rủi ro rất cao. Thế nhưng nuôi ong thì thu nhập không lớn nhưng mà nó đều. Vâng. Nó đều. Đấy, như mình nuôi mấy chục năm nay mình thấy nó rất đều. Như năm nay thì là thất bại vì là không có hoa nhãn thì là thu nhập rất là kém. Thôi thì nó đủ tiền đường đầu tư đúng không? Nhưng mà lại cái vụ hoa rừng này thì mình sẽ thu lại cũng không lỗ. Đấy là cũng sẽ đủ tiền đầu tư. Đủ tiền đầu không vẫn hơn đấy, vẫn được lãi nhưng vẫn có lãi không nhiều. Lãi không nhiều. Đấy là vẫn được lãi nhưng mà lãi nó không cao. Vâng. Thế còn từ những năm trước mình nuôi thì cũng chưa năm nào lỗ, năm nào cũng nói chung là vẫn có thu nhập đều đều. Ví dụ mình nuôi một tổ ong như vừa nãy mình nói là được 1 triệu thì năm nay nó được khoảng 400 thôi. Vâng, 400. Thế còn nếu như mình nuôi khoảng nếu như mình nuôi khoảng 50 tổ thì đương nhiên là một năm như mình nói được 1 triệu thì tính ra là mình được khoảng 50 triệu một năm. Khó khăn lần sau. Vâng rồi. Thì đấy là vừa rồi mọi người nghe anh Tuấn đã chia sẻ những thuận lợi của nghề nuôi ong nhá. Thì ở cái video sau thì em sẽ chia sẻ với mọi người những cái khó khăn trong cái nghề nuôi ong này nhá mọi người nhá. Thì rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Những ai thường xuyên theo dõi thì em rất là cảm ơn rồi. Nhưng mà những người mới mà theo dõi thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ để nhận được những cái video mới nhất nhá. Em rất là cảm ơn mọi người, video em xin kết thúc ở tại đây nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người em chào anh Tuấn nhé, cảm ơn anh đã chia sẻ những cái bài rất là thú vị cho người nuôi ong. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người thành công. Vâng, rồi.